Ngồi đây quay ở nhà chẳng việc gì làm, tớ lại ra vườn lần xem có gì ăn không. Được cái nhà có cây na cũng sai quả, nhưng bán mãi chưa được quả nào chín. Thôi thì vào nấu thịt vậy. Có sẵn miếng thịt ở trong tủ, em ướp sẵn rồi. Than cũng đã chất, và chỉ việc nướng thôi. Thì nướng này em đã ướp với gia vị đầy đủ hết rồi. Nước mắm, mì chính, hành, xả, ướp lên để nướng lên cho nó. Với món ướp này thì em không cho đường vào, cho đường ăn nhanh ngán lắm. Em chỉ ướp đơn giản này ăn cho nó thanh đạm, cho nó ngon thôi. Bây giờ chỉ việc lật qua lật lại đều tay cho nó chín đều thôi là được các bạn ạ. Tôi tranh thủ lúc đang đợi chín thì ra vườn loanh quanh tí vậy. Có đàn vịt cũng sắp lớn rồi, sắp được món mới rồi. Bên trên thì là cây bưởi diễn, nhưng bưởi diễn vừa này vẫn chưa được ăn, phải đợi đến Tết mới được ăn cơ. Ui, quay đi quay lại thì cô vợ đã ăn vụng được đâu quả na rồi, đã thấy là còn nhầm đéo mới ghét chứ. Bác có vợ thì nhớ trông chừng vợ nha. Quay đi quay lại thì thịt cũng đã chín rồi và trời cũng đã sắp tối rồi. Thôi em chuẩn bị cho nên nướng thì cuối cùng cũng đã chín đều hai mặt, bây giờ bốc lên mùi thơm phức rồi các bạn ạ. Cho ra đĩa để chuẩn bị ăn thôi nào. Thì nướng giờ thì em sẽ cắt thành từng miếng nhỏ để cho vừa ăn, vừa cắt mà vừa thấy thèm các bạn ạ. Cầm cắt mà cũng cảm thấy bỏng tay, cắt nhanh nhanh để còn ăn, cùng đói lắm rồi các bạn ạ. Đấy công đoạn cho lên mâm và chén thôi nào. Ý xời, đúng là vợ không làm nhưng mà cắt liên địa các bạn. Còn em thì phải làm cốc bia đấy đã. Đúng là phận đàn ông như 12 bến nước. Bác nào đồng cảnh ngộ cho em một vỗ tay nhá. Món ăn hôm nay cũng khá là đạt chuẩn rồi. Chúc các bác có một bữa tối ngon miệng và vui vẻ nhá. Một ngày không xa tôi về nơi chốn quê thanh bình, có cánh đồng xanh lạ lẫm, có bay bay.